Xin chào các bạn. Thì ở đây chúng ta đang đứng tại một huyệt, chúng tôi gọi là Oa huyệt. Thì trong phong thủy ban đầu, vốn dĩ nếu mà để xem đến kích huyệt, thông thường dựa vào hình ảnh, hình dáng của các huyệt thì có bốn loại huyệt, đó là Oa, Kiềm, Nhũ, Đột. Thì ở đây chúng ta thấy một cái Oa huyệt rất là lớn tại khu vực này. Thì như các bạn thấy, cái dãy núi đến từ phía sau màu đen, hơi tam giác một chút xíu, và nó đi ra phần phía trước. Thì Oa huyệt là nó sẽ có dạng giống như là hai bàn tay úp lại. Nó sẽ có nhiều dạng khác nhau, phần bên trong mành, hoặc là phần bên trong cong, hoặc là toàn bộ đều cong. Thì ở đây chúng ta thấy có hai bên cong lên tí xíu, xong ôm nó trước mặt, giống như hai cái gì này, giống như hai lòng bàn tay chụm lại với nhau. Thì cái khu vực huyệt nó nằm ở giữa, thì do ôm ấp bảo vệ như vậy, cao lên ở phía sau hai bên, do đó thì đó là hai nhánh thanh long bạch hổ, giúp cho đảm bảo là gió không lùa vào trong huyệt, tức là đảm bảo tàn phong, tàn phong tụng khí là tiêu chuẩn số 1 trong phong thủy. Do đó những cái huyệt Oa nó giống như hình rốn, thì đó là khu vực kết giao giữa thiên địa, và đó là một trong những huyệt rất là đẹp, rất là lý tưởng. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không khéo và chúng ta chôn ở những cái vùng thung lũng mà chúng ta tưởng là Oa huyệt đó, thì nếu chúng ta không khéo, chúng ta rất dễ đón nước mưa đổ theo cái truyền dốc đổ xuống ngập vào trong mộ. Thì nước mưa ngập vào trong mộ là một trong những điểm tối kỵ. Do đó thì chúng ta muốn điểm được huyệt chính xác để mà chôn cất, cần phải đi lại rất nhiều vào mùa mưa, vào mùa nắng, mùa khô, để chúng ta kiểm tra xem đất ở đó như thế nào, và đảm bảo được các cái dòng nước, đảm bảo nó không xâm lấn, không có ngập vào trong phần huyệt mộ. Do đó một thầy phong thủy người ta nói rằng 3 năm tầm long, 10 năm điểm huyệt. Có nghĩa là việc điểm huyệt phải đi tới đi lui rất là nhiều lần và kiểm tra và đòi hỏi rất nhiều công phu. Thì đây chúng tôi giới thiệu cho các bạn một trong những huyệt mà trong các cái sách vở thì họ chỉ vẽ các hình vẽ, các bạn rất khó hình dung được. Trên hình của một tờ giấy làm sao có thể nhìn ra được 3D. Thì trong các lớp học phong thủy loan đầu âm trạch thì chúng tôi nói rất rõ hơn, và cũng như là dẫn học viên đi thực hành tận nơi. Thì các bạn có thể xem đây là một Oa huyệt điển hình.